Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết năm 2022 đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch. Tình hình dịch đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Được biết, trong tuần qua, Hà Nội phát sinh 58 ổ dịch sốt xuất huyết mới, ghi nhận 1.312 ca mắc, tăng 8,9% so với tuần trước. Hà Nội đang chuẩn bị bước vào đỉnh dịch sốt xuất huyết với số người mắc tăng cao, bệnh nhân nặng phải nhập viện cũng tăng. Cả thành phố còn 143 ổ dịch đang hoạt động tại 24 quận huyện, trong đó có một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, có ổ lên đến 200 người mắc như ở thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất. Ngoài ra thì có 12 ca tử vong trong thời gian qua. Hà Nội đã ghi nhận rất nhiều ca nặng như bị tụt tiểu cầu, sốt xuất huyết, xuất huyết hệ tiêu hóa, viêm phổi, suy đa tạng, phải thở máy và lọc máu.